Xin chào mừng các anh chị đã quay lại với bài giảng tiếp theo. Và hôm nay thì Phương xin được trình bày với mọi người một dạng bài tập rất là đơn giản, đó là dạng câu hỏi đúng sai. Dạng đúng sai thì thực ra nó là dạng rút gọn của dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, nhưng ở đây nó chỉ cố định là có hai đáp án, A là đúng và B là sai, thế mà thôi. Học sinh sẽ lựa chọn một trong hai cái phương án đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hiện câu hỏi đúng sai. Chúng ta vào thẻ Adobe Presenter này và mình sẽ chọn vào cái dòng Manage. Đấy, bây giờ giả sử mình thêm tiếp một câu hỏi vào phần bài cũ này đi. Mình vẫn chọn ở trong bài cũ và mình bấm Add Question. Rồi mình chọn giọng thứ hai là True False, có nghĩa là giọng câu hỏi đúng sai. Sau đó mình bấm vào đây để tạo câu hỏi. Đó, dạng câu hỏi đúng sai, ví dụ mình có một câu là cây đu đủ là cây bóng mát. À, A đúng, B sai. A đúng, đấy, B sai. Số điểm câu hỏi này là mấy điểm? Ví dụ 5 điểm. Đấy, học sinh được trả lời mấy lần thì ở đây nó chỉ có hai đáp án thì mình để một lần thôi. Và chọn âm thanh đúng sai. Học sinh trả lời đúng thì phát ra âm thanh gì? Trả lời sai thì phát ra âm thanh gì? Rồi bấm OK. Đấy, như vậy là xong. Sau đó chúng ta bấm vào OK là nó sẽ xuất ra cái câu hỏi dạng này. Đấy. Thế thì bây giờ cái dạng này thì cái phần giống như hôm trước mình đã nói mọi người cách để làm cho cái này biến thành những cái nút đẹp như này rồi. Thì bạn nào chưa xem thì hãy quay lại xem lại cái bài đằng trước. Thì mình không nói lại nữa, cái này giờ mình cứ để nguyên thôi cho khỏi mất thời gian. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chèn thêm một cái hình ảnh, ví dụ chèn cây đu đủ vào đây. Nhưng mà mình không muốn chèn cây đu đủ theo cách thông thường, mà mình muốn cho cái bài giảng nó sinh động hơn một chút, thì mình sẽ muốn chèn cây đu đủ vào bên trong trái tim, hình trái tim chẳng hạn. Đó, thì mình vào bấm vào Insert này, sau đó mình sẽ chèn một hình trái tim vào trước. Đó, hình trái tim rồi rồi. Đây, chúng ta sẽ chèn cái hình trái tim vào đây. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ làm sao để lồng cái hình ảnh quả đu đủ này vào bên trong cái trái tim này, được không ạ? Đó, thì chúng ta đã học bài hôm trước rồi. Chúng ta sẽ vào chỗ Format này và chọn vào là Format Shape Fill này. Hoặc anh chị có thể nhấn chuột phải vào đây rồi chọn là dòng là Format Shape. Thì nó sẽ hiện cái bảng này. Ta bấm vào cái chỗ, cái lọ sơn này, bấm vào Fill này và bấm chọn đến Picture. Đấy, thì bây giờ ta sẽ bấm vào chỗ File để tìm đến hình ảnh cây đu đủ. Thì Phương đã gửi các anh chị ở trong cái thư mục tài liệu đấy. Các anh chị sẽ vào cái thư mục tư liệu. Thì Phương đã có cái cây đu đủ ở trong thư mục này rồi. Mọi người sẽ mở ra và chèn cái cây đu đủ vào. Đấy, vậy thì lúc này cây đu đủ nó sẽ được nằm ở bên trong cái hình trái tim rất là xinh xắn như thế này. Mọi người có thể đổ là vào cái chỗ Sharp Outline này để mình làm cho một cái đường viền. Đấy, rồi là cái đường viền này thì có thể tô màu cho nó xinh xắn lên. Đấy, được không ạ? Ví dụ như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có được một cái cây đu đủ nhìn nó rất là đẹp mắt. Đây là điều thứ nhất. Rồi, đấy, giờ mọi người có thể là đổ nền luôn cho cái trang này để cho nó đẹp. Nhìn mình muốn là cái bài giảng đến đâu thì nhìn nó sinh động hơn một tí luôn lên đấy. Thì mình sẽ làm vào ví dụ như thế này. Đấy, chỉnh màu mè cho dòng chữ cho đẹp. Ví dụ như vậy. Đấy, thì chúng ta đã tạo được thêm một cái bước nữa là chúng ta đã làm thêm được cái đưa hình ảnh vào bên trong các cái đối tượng để cho cái bài giảng nó trở nên nó sinh động, nhìn nó đẹp mắt hơn. Đấy, đó là một cái bí quyết nữa để làm cho bài giảng trở nên sinh động. À, chết rồi, lúc làm không để ý cây đu đủ nó lại không phải là cây bóng mát. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sửa được một câu hỏi mà khi mà chúng ta đã xuất ra PowerPoint này? Thì chúng ta có hai cách sửa. Cách thứ nhất là chúng ta có thể đưa con chó trực tiếp vào đây, chúng ta sửa lại nội dung. Đấy, sai. Đấy, chỗ này giờ sửa lại thành đúng. Như vậy thì bài của chúng ta lại tự nhiên nó lại trở thành đúng. Đấy là một cái cách, đúng không ạ? Tương tự như vậy thì khi chúng ta xuất bản ra các nội dung rồi thì các anh chị hoàn toàn có thể sửa câu này thành một câu khác, không phải là cây đu đủ là cây bóng mát nữa, mình có thể sửa thành một câu hỏi khác. Các nội dung bên trong mình có thể sửa. Đấy. Còn nếu như mà mình sẽ quay lại cái trạng thái ban đầu trước lúc sửa. Đấy, nếu mọi người không muốn sửa như thế này, mọi người vẫn giữ nguyên cấu trúc như thế này, thì để sửa câu hỏi sau khi xuất bản ra, chúng ta chỉ việc vào cái thẻ Adobe Presenter này. Mình vào chỗ Manage. Đấy, vào đây. Và sau đó mình vào cái câu hỏi này. Sau đó mình edit nó lại là được. Ví dụ mình vào đây, mình edit. Đấy, mình bấm lại dấu tích vào đây. Đấy, còn các cái này mình để nguyên, sau đó bấm OK. Thì nó sẽ lập tức nó cập nhật xuống dưới. Ở đây mình đang dùng bản dùng thử. Đấy, mình bấm vào Continue Trial. Đó, thì chúng ta đã sửa được cái dạng câu hỏi này. Đấy, như vậy là Phương đã trình bày xong với các anh chị dạng câu hỏi thứ hai.
câu hỏi là dạng đúng sai. Một vấn đề nữa Phương muốn trình bày với các anh chị trước khi chúng ta kết thúc cái bài học này, đó là ở trong cái phần đầu tiên khi chúng ta tạo ra cái quy kiểm tra bài cũ này thì chúng ta có cho phép là hiển thị điểm của học sinh. Đấy, thì lúc nãy mình đã đặt là trong 3 câu này thì mỗi câu được 5 điểm. Đấy, làm đúng mỗi câu này được 5 điểm. Đấy, thì nó sẽ hiển thị thêm một cái trang này ở slide này. Đấy, vậy thì chúng ta có thể ra đây chúng ta sẽ đánh lại, ví dụ như là kết quả kiểm tra bài cũ. Và cái này chúng ta sẽ sửa nó thành tiếng Việt. Ví dụ như là điểm của bạn này. Đấy, dòng này là điểm tối đa. Max score. Đấy, điểm tối đa. Đấy, cái dòng này là số lần trả lời câu hỏi đấy. Đấy, chúng ta muốn để thì để. Đấy, còn những cái này thì không cần sửa. Đấy, cái này là câu hỏi feedback nó sẽ hiện ra khi mà học sinh sẽ quay lại. Cái dòng continue này con có thể sửa thành đồng ý hoặc là tiếp tục sửa được để tiếp tục. Và dòng review quy này là xem lại kết quả cái này, xem lại câu hỏi, xem lại kết quả, ví dụ mình để như vậy đó thì chúng ta sẽ làm cái trang trang này. Và đối với cái trang này thì nếu giả sử như mình có lỡ đặt như thế này mà các anh chị không muốn điểm nữa thì các anh chị hoàn toàn có thể xóa cái này đi. Đấy, các anh chị cũng có thể xóa từng dòng dòng một này. Đấy, những cái nào mà các anh chị mà không muốn giữ lại thì các anh chị có thể xóa đi. Ví dụ mình muốn xóa dòng này thì mình sẽ bấm vào chỗ delete chọn row. Đấy, thì nó sẽ còn hai mục này thôi. Đấy, và chúng ta sẽ xong cái phần đó. Và các cái trang này thì chúng ta sẽ sử dụng nó để đánh giá điểm của học sinh. Và chúng ta sẽ trang trí lại bài giảng của mình cho nó đẹp. Như vậy là chúng ta đã có thể hoàn thành phần đầu tiên của cái soạn bài giảng e-learning, là chúng ta đã tạo xong câu hỏi của phần kiểm tra bài cũ. Đấy, thế thì các trang này các anh chị cứ đưa thông tin, trang trình bày nội dung của giáo sư giới thiệu một cái video chẳng hạn, ví dụ thế. Sau đó đến trang kiểm tra bài cũ, học sinh làm 3 bài xong thì sẽ ra điểm cho học sinh. À, thì chúng ta đã hoàn thành luôn cái phần đầu tiên, đó là các cái câu hỏi thuộc dạng là nhiều lựa chọn. Và Phương xin được hẹn gặp lại mọi người ở những dạng câu hỏi tiếp theo. Xin mời các anh chị tiếp tục theo dõi.